4. Nêu tỏ ý nghĩa giáo dục trong gia đình là căn bản khiến cho thiên hạ thái bình. Nam Dân Quốc 27-1938. Đời đã loạn đến cùng cực rồi, ai nấy đều mong mỏi bình trị, nhưng chẳng biết cội gốc thì có mong cầu cũng uổng công. Hãy nên gấp biết cái gốc nằm ở đâu. Sự dạy dỗ của người mẹ trong gia đình chính là căn bản khiến cho hiện tại được dấy lên đông đảo thiên hạ thái bình. Chẳng chú trọng nơi ấy, làm sao đạt được bình trị? Mẹ dạy dỗ thì thứ nhất là thai giáo. Thai giáo chính là dạy dỗ về bẩm tánh, phẩm chất từ thuở đầu. Phàm nữ nhân sau khi có thai, hãy chú trọng suy nghĩ, tưởng niệm, xử sự sao cho chỉ một bề chân thành, cẩn trọng. Nhất cử nhất động, chẳng trái lẽ tránh. Nhất là phải nên vĩnh viễn dứt trừ những món tanh tưởi. Hằng ngày tưởng niệm Phật khiến cho thai nhi được bẩm thụ chánh khí của mẹ. Thì lúc sanh nở ắt được yên vui không khổ sở. Sanh được đứa con tướng mạo đoan nghiêm, tánh tình từ thiện, thiên tư thông minh. Đến lúc con bắt đầu hiểu biết, để nói cho nó nghe về đạo lý làm người, như hiếu đễ trung tín lễ nghĩa liêm sỉ vân vân, và tội phước nhân quả ba đời luân hồi lục đạo chuyển biến, khiến cho trong tâm nó thủ luôn có những điều kiêng sợ, có những điều mong mỏi hâm mộ. Lại dạy nó niệm Phật, niệm Quán Thế Âm để mong tăng phước tăng thọ, tránh tai tránh nạn. Chẳng cho phép nó nói lời dối trá, nói lời thị phi, đánh người chửi người. Chẳng cho nó dẫm đạp giấy có viết chữ, dẫm đạp ngũ cốc, dẫm đạp hết thảy các món đồ vật. Chẳng cho nó ăn uống bừa bãi, chẳng cho nó tụ tập chơi giỡn cùng bọn trẻ cùng xóm. Hơi lớn lên bèn dạy nó đọc thuộc sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Văn Xương Âm Chất Văn, Quan Đế Giác Thế Kinh, để cho nó biết có khuôn pháp để noi theo, có những điều ngăn cấm. Đối với mỗi điều đều nói sơ lược đại ý để làm phương tiện hướng dẫn, hỏng mai sau nó học hành sẽ được lợi ích. Lúc bé như thế càng học hành sẽ càng hiền thiện, lo gì nó chẳng đạt đến địa vị thánh hiền, dạng mày nào mặt tổ tông. Nếu không cứ mặc cho nó quen thói kiêu căng nuôi thành phường bại hoại, dẫu có thiên tư cũng chẳng biết học hành, là để học làm thánh hiền, nên càng học càng thêm tồi bại. Những kẻ đại gian đại ác xưa nay đều là những kẻ có thiên tư tốt đẹp, có bản lãnh lớn lao, chỉ vì cha mẹ thầy giáo của chúng đều chẳng biết dạy chúng học thành thánh hiền, tận lực thực hiện chỉ dạy bọn chúng học văn tự để làm căn cứ, hòng đối phó với đời, mưu cầu lợi lộc, trí thức hèn tệ đến tột cùng. Đến nỗi những thảm kịch phế kinh điển, phế luân thường, tranh thành giành đất, tàn sát lẫn nhau ồ ạt diễn ra, mỗi mối họa loạn ấy đều do cha mẹ thầy giáo chẳng biết phương cách dạy dỗ con em mà ra. Dù chính họ chẳng làm điều ác lớn lao nào, nhưng cái tội hoạn loạn thế đạo nhân tâm cũng sẽ khiến cho họ đời đời kiếp kiếp cùng chịu ác báo giống như con em. Vì thế tôi nói, dạy con là căn bản khiến thiên hạ thái bình, nhưng dạy con gái càng quan trọng hơn nữa. Do con người thuở thơ ấu trông cậy vào mẹ dạy dỗ, cha chẳng thể thường ở trong nhà, còn mẹ thường chẳng rời con. Nếu mẹ hiền lương có trí huệ thì hành vi lời lẽ đều đáng làm gương. Con cái thấy nghe quen mắt trong tâm đã thành nề nếp, lại do thường xuyên răn dạy đã tập quen thành tánh, như vàng lỏng đúc thành đồ dùng. Nếu cái khuôn đúc tốt đẹp, chắc chắn chẳng đến nỗi đúc ra vật xấu xí. Vì thế dạy dỗ con gái so ra càng khẩn yếu hơn dạy con trai, bởi lẽ hiền mẫu do hiền nữ mà có. Nếu không có hiền nữ làm sao có hiền mẫu cho được, không có hiền mẫu thì lại làm sao có được con cái hiền lương cho được. Đạo lý cực bình thường ấy ai cũng đều có thể làm được. Điều đáng đau tiếc là quá ít người đề xướng, khiến cho những kẻ làm mẹ chỉ biết nuông chiều mù quáng, những kẻ làm cha cũng chẳng khéo dạy. Đến khi con vào trường học hành, làm kẻ làm thầy cũng do thuở bé chẳng nghe được nghĩa lý này, vì thế cũng chọn chẳng biết học hành là để học làm thánh hiền, chẳng dạy học trò tận tụy thực hành đạo do thánh hiền đã nói, chỉ học văn tự học mưu cầu lợi lộc, chẳng hề biết học làm thánh hiền có lợi ích không chi lớn hơn chính bản thân mình và con cháu đời đời kiếp kiếp hưởng dùng chẳng hết. Còn mưu cầu lợi lộc, nếu mưu cầu một cách tốt đẹp thì chẳng qua đạt được phú quý nhỏ nhoi trong đời này mà thôi. Nếu mưu cầu xấu xa trong đời này, những kẻ thân bại danh liệt, con chết yểu, cháu tuyệt diệt đâu đâu cũng có. Con người cùng trời đất được gọi là tam tài, là vì có công năng dùng tiên giác để giác ngộ kẻ hậu giác, kế tục bậc thánh đời trước mở lối cho người học đời sau. Do vậy mới được tôn xưng như thế.
Nếu chẳng chú trọng học làm thánh hiền sẽ là thây đi thì chạy, chỉ biết niềm vui ăn uống trai gái còn khác gì cầm thú nữa đâu. Một chữ người còn là mạo danh, há còn có thể cùng với trời đất xưng là tam tài nữa ư? Nhưng con người tánh vốn lành, ai nấy đều có thể làm ngưu thuấn, ai cũng đều có thể thành Phật. Nhưng kẻ chẳng thể làm ngưu thuấn, chẳng thể thành Phật thì chỉ có tánh đức, chọn chẳng có tu đức. Đánh đổ lòng ham muốn sằng bậy để khôi phục lễ nghĩa, dứt lòng tà giữ lòng thành và tu giới định huệ đoạn tham sân si. Tu đức ấy lúc ban đầu là do cha mẹ hiền, sư trưởng khơi gợi vậy, kế tiếp là do chính mình khăng khăng nỗ lực tu trì. Dẫu chưa thể đạt đến địa vị ngưu thuấn hay địa vị Phật, nhưng đã khác hẳn một trời một vực với kẻ hạ ngu hàng ngày chôn vùi trong nhân dục. Kinh thư chép: Duy thánh võng niệm tác cuồng, duy cuồng khắc niệm tác thánh. Chỉ vì thánh đánh mất niệm mà thành cuồng, chỉ vì kẻ cuồng khắc chế được ý niệm mà thành thánh. Kinh dạy: Hễ mê thì Phật chính là chúng sanh, ngộ rồi thì chúng sanh chính là Phật. Ta may mắn có căn cơ làm ngưu thuấn thành Phật, là trang nam tử hào hùng, há chịu bỏ mặc cho tánh đức này bị vùi lấp trong nhân dục, vĩnh viễn làm cho chúng hạ ngu trầm luân trong biển khổ ư? Nguyện những người làm cha mẹ, làm sư trưởng, làm con cái, làm học trò trong cõi đời, ai nấy đều gắng sức thì nước ta thật may mắn, mà toàn cầu cũng may mắn lắm thay. Năm, nêu tỏ ý nghĩa ẩn tàng của Phật quang phân xá tại Xung Điển Phụ Nguyên, năm Dân Quốc 20, 1931. Phật quang là tâm quang ấy chúng sanh và Phật đều cùng có, bình đẳng giống hệt như nhau, nơi Phật chẳng tăng thêm, nơi chúng sanh chẳng giảm bớt. Vì thế lúc mới thành chánh giác, Đức Thế Tôn than thở sâu xa, hết thảy chúng sanh đều đầy đủ trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng vì chưa ngộ nên chẳng tránh khỏi biến trí huệ đức tướng ấy thành vô minh nghiệp thức, mê tâm đuổi theo cảnh trái giác hiệp trần, ý như đi mãi trong đêm dài, chẳng thấy được đường tránh, chẳng va tường đụng vách thì cũng đọa hầm sụp hố luân hồi lục đạo, chọn chẳng có thuở thoát ra. Đức Như Lai thường xót thị hiện giáng sanh trong thế gian, thành đẳng chánh giác tùy thuận cơ nghi, dễ nói các pháp, chỉ dạy thể tướng của nhất tâm, nói ra nhân quả ba đời, pháp thế gian lẫn xuất thế gian không gì chẳng chọn khắp, lại muốn lại lạc khắp ba căn, nên đặc biệt mở ra một môn tịnh độ ngõ hầu hết thảy, dù thánh hay phàm đều cùng trong đời này, cậy vào Phật tử lực vãng sanh Tây Phương, học siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, đích thân chứng được tâm quang mà Phật và chúng sanh đều cùng có, cũng như chứng được tánh thể vô lượng quang thọ, lại còn rủ lòng từ tiếp dẫn đến tột cùng đời vị lai, ngõ hầu pháp giới chúng sanh đều được đẫm Phật quang, cùng chứng tâm quang, quang quang chiếu sáng lẫn nhau thành một thế giới thường tịch quang mới thôi. Đấy chính là cội nguồn của việc cư sĩ Dịch Viên lập ra Phật quang xã. Còn những gì được đề xướng trong liên xã thì chọn chẳng lập ra cách thức sai khác, tức là ai nấy đều dốc tâm thực hiện ngay trong những cư xử thường ngày của chúng ta, có nghĩa là cha từ con hiếu, anh nhược em kính, chồng hòa vợ thuận, chủ nhân từ tớ trung thành, mỗi mỗi đều nghiêm túc chọn hết bổn phận. Như thế thì chính là người lành, chẳng làm các điều ác, vâng làm các điều lành. Hơn nữa, trong khi đi lại nói năng, làm lộn đi đứng nằm ngồi, luôn luôn chấp chỉ một câu thánh hiệu A-di-đà Phật, dùng vạn đức hồng danh của Phật để hun đúc nghiệp thức vô minh của chính mình. Hun đúc lâu ngày thì vô minh nghiệp thức ấy sẽ biến thành trí huệ đức tướng. Thành Đường Quốc Sư nói, phàm phu cắm cúi niệm Phật, niệm đến cùng cực, sẽ có thể ngầm thông Phật trí, thẩm hợp đạo màu. Chính là nói về điều này vậy. Huống chi, dùng lòng tin sâu đậm nguyện thiết tha để cảm Phật, Phật sẽ dùng thệ nguyện từ khi nhiếp thọ, do đó được cảm ứng đạo giao, vạn người tu, vạn người về. Lòng từ của Đức Như Lai, sự nhiệm màu của pháp môn không chi hơn được, nếu không có túc căn sẽ chẳng thể gặp gỡ. Cư sĩ Giang Dịch Viên đã đạt được lợi ích sâu xa, lại còn khuyên dạy người trong ấp cùng tu pháp này. Do vậy, người do nghiệp tiêu chí dạng mà vãng sanh, và những người cậy vào Phật tử lực đới nghiệp vãng sanh kẻ sao cho xiết. Vì thế các vị thiện sĩ ở Xung Điển nghe tiếng tâm giấy lòng nói theo, lập riêng phân xã để mong cư dân lân cận sẽ cùng được đẫm Phật quang, cùng sanh về cực lạc. Đủ thấy con người có cùng một tâm này, tâm cùng một lý này, đã gieo thiện căn sâu xa trong nhiều đời nhiều kiếp vậy. Phải biết Phật pháp vốn là tâm pháp, là gốc của hết thảy các pháp thế gian. Nếu biết Phật pháp thì đạo cách Phật trí chi, tránh tâm thành ý,
Tu thần đẻ ra trị quốc bình thiên hạ của thế gian, đều được viên mãn rốt ráo. Nếu không, chỉ là bày biện nơi cảnh nhánh chứ chọn chẳng được lợi ích thật sự nơi căn bản. Vì cái thân mưu tính sẽ chẳng thể vượt ra ngoài thân xác. Vì đất nước mưu tính sẽ chẳng thể khiến cho phong thái đại đồng được thông suốt. Bậc thượng mà còn như thế, thì bậc hạ cần chi phải nói nữa. Ngu phụ nếu y theo pháp môn tịnh độ do Đức Phật đã nói để tu trì, thì khi còn sống sẽ tận hết bổn phận, chọn hết tình nghĩa để trở thành hiền thiện. Mất đi sẽ cao đăng chín phẩm sen, liễu sanh thoát tử. Bậc hạ mà còn được như thế, huống gì là bậc thượng. Viện những thiện tín tham dự lên xã và những ai thấy nghe trong hiện tại tương lai đều cùng nhờ vào tâm quang để đề cao Phật quang, thì xã hội may mắn lắm, mà thiên hạ cũng may mắn lắm thay. 6. Nêu tỏ ý nghĩa ẩn kín của việc thành lập Phật quang phân xã tại nội thành Vụ Nguyên, năm Dân Quốc 22, 1933. Phật quang là tâm quang ấy nơi phàm chẳng giảm, nơi thánh không tăng, chỉ vì chúng sanh chưa ngộ nên chẳng thể thụ dụng được. Lại ngược ngạo nước vào sức tâm quang ấy để khởi hoặc tạo nghiệp luân hồi lục đạo, chọn chẳng ngừng nghỉ. Vì thế Đức Phật tùy thuận căn cơ của chúng sanh, vì họ nói nhân quả của các pháp môn tứ đế, thập nhị nhân duyên, lục độ vân vân và lý tánh sâu mầu, trạng tịch viên dung, thường lạc ngã tịnh, để chúng sanh y theo đó tu tập sẽ có ngày tự viên mãn bồ đề, rốt ráo đích thân chứng được tâm quang ấy chiếu khắp pháp giới. Nho giáo cũng hết sức chú trọng pháp nhân quả, vì thế Khổng Tử khen ngợi Châu Dịch vừa mở đầu liền nói: tích thiện chi ra tất hữu dư khánh, tích bất thiện chi ra tất hữu dư ương. Nhà tích thiện niềm vui có thừa, nhà tích điều bất thiện tai ương có thừa. Cuối cùng ngài nói một âm một dương gọi là đạo. Phàm tích thiện hay tích bất thiện đó là nhân, dư khánh dư ương chính là quả. Đức Phật nói nhân quả ba đời luân hồi lục đạo chính là nêu bài nhân quả đến rốt ráo vậy. Có người bảo nhân quả là tiểu thừa, chẳng chịu đề xướng, đấy đều là hạng chuyên bản xuông, chẳng tu thật đức. Đức Như Lai thành chánh giác, chúng sanh đoạn ác đạo đều chẳng ra ngoài nhân quả, sao lại riêng coi là tiểu thừa ư? Như Khổng Tử nói một âm một dương gọi là đạo, thì cái đạo vừa nói ấy thật sự là đạo gì? Chẳng phải là đạo thành và minh hợp nhất đó ư? Thành chính là minh đức, tức diệu tánh bất sanh bất diệt vốn sẵn có trong tâm chúng ta. Đấy chính là tánh đức, do không có công phu khắc phục phiền não nên chẳng thể hiển hiện được, vì thế gọi nó là âm. Minh chính là như chữ minh thứ nhất trong câu minh minh đức, làm sáng tỏ đức sáng, tức là công phu chiêu càn tịch dịch, gắng sức tu trì, tức tu đức. Do những sự thuộc về tu đức hiển hiện rõ ràng nên gọi là dương. Dốc công tu đức đến cùng cực thì tánh đức sẽ tỏ lộ trọn vẹn, thành vào minh hợp nhất, tức là cái thường được gọi là minh minh đức, chỉ ư trí thiện, làm sáng minh đức ở yên nơi tốt lành tột cùng. Công phu phía trước điều này, tức những phương cách tu tập để đạt đến minh minh đức chỉ ư trí thiện, là cách vật trí chi, thành ý chánh tâm, tu thân. Còn sự nghiệp phía sau điều này, tức những diệu dụng được thể hiện sau khi đã đạt đến minh minh đức chỉ ư trí thiện, là tề gia trị quốc bình thiên hạ. Nhưng nếu chỉ dùng những công phu tu tập thành và minh hợp nhất minh minh đức chỉ ư trí thiện này để đạt tới tề gia trị quốc bình thiên hạ thì chưa thể nào đạt như vậy được, cho nên mới cần phải có những điều khiến cho chính ta không thể không làm như vậy được, tức là những điều khiến cho chúng ta phải gắng sức cách vật trí chi, chánh tâm thành ý. Thế nào là những điều khiến cho chính ta không thể không làm như vậy được? Chính là nhân quả ba đời luân hồi lục đạo. Kẻ tu trí ngu quyết cũng chẳng chuộng hung ghét lành, vui mừng vì bị tai họa, nghe chất chứa điều thiện, ác sự vui có thừa, chất chứa điều bất thiện, ác tai ương có thừa. Người hiền ắt sẽ càng thêm siêng tu, kẻ không ra gì cũng phải gắng sức làm lành, cố gắng lâu ngày nghiệp sẽ tiêu, trí sẽ dạng, không có lầm lỗi. Đức được sáng tỏ, xưa kia là kẻ chẳng ra gì, nay là bậc đại hiền. Do vậy biết đối với việc tự tu thì đạo thành minh đã đủ rồi, nhưng để dạy người khác, nếu chẳng dùng nhân quả để giúp vào thì cũng khó khiến cho chọn hết mọi người đều tuân theo được. Kết hợp hai pháp nhân quả và thành minh thì mới là đạo kế thiên lập cực, nêu gương mẫu cho muôn đời của thánh nhân. Đấy cũng chính là ánh sáng sẵn có trong tự tâm và Phật quang phổ chiếu pháp giới vậy. Bất Huệ thường nói nhân quả
là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian lớn xuất thế gian bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh, muốn vãn hồi kiếp vận, cứu chữa nhân tâm. Nhưng chẳng chú ý điều này thì giống như tìm cá trên cây. Bọn tống nho khí lượng hẹp hòi, trộm cắp những nghĩa trọng yếu trong kinh Phật để phát huy tâm pháp của thánh nhân nho giáo đời trước, muốn cho kẻ học đời sau chẳng nghe tới Phật pháp nên âm thầm sùng phụng, bề ngoài chống trái, càng ra sức bài bác Phật pháp, cho là thật sự chẳng hề có những chuyện nhân quả luân hồi như Đức Phật đã nói. Ngài chỉ nhập vào đó để gạt gẫm hàng ngu phu ngu phụ tuân phụng giáo pháp của Ngài mà thôi. Do báng Phật nên tuy là nhân quả do thánh nhân đã nói, cũng như những sự tích luân hồi sanh tử được chép trong các bộ sử ký Hán thư, họ đều chẳng buồn nhắc tới, chỉ lấy chọn hết tỉ nghĩa, chọn hết bổn phận, chánh tâm thành ý để làm căn bản trị mình, trị người, trị nước mà thôi. Họ lại còn nói con người chết rồi, hình hài đã mục nát, thần thức cũng phiêu tán, dẫu có chém chọt sai giá thì lấy gì để thực hiện? Hơn nữa thần thức đã phiêu tán còn ai để thác sanh? Kẻ nói như vậy chẳng những phản bác Phật pháp mà còn hết sức phản bác những sự tích về thác sanh biến hóa được chép trong tứ thư ngũ kinh và sử ký Hán thư, riêng muốn dùng những cách ngăn lớp hậu học ấy khiến cho hàng hậu học đời đời chẳng được nghe Phật pháp, để không ai biết những gì chính họ, tức bọn tống nho, đã đạt được là do đâu mà có, và nhờ đó nho giáo cũng sẽ hưng thịnh. Họ chẳng biết cội gốc đã bị tổn thương thì cành nhánh làm sao tươi tốt cho được. Từ đấy trở đi, phương cách để duy trì thế đạo nhân tâm chỉ là chọn hết tỉ nghĩa, chọn hết bổn phận, chánh tâm thành ý mà thôi, hoàn toàn phế bỏ sự lý nhân quả thiện ác là cái thúc đẩy người khác. Chẳng thể không chọn hết tỉ nghĩa, chọn hết bổn phận, chánh tâm thành ý. Cõi đời bậc đại hiền thì ít, kẻ căn cơ trung hạ lại nhiều. Nếu coi nhân quả là hư vô, còn người chết đi sẽ vĩnh viễn diệt mất, thì chính là lấp mất con đường gắng sức làm lành của kẻ trung hạ, mở tung đầu mối cho kẻ cuồng vọng phóng túng chẳng kiêng dè. Đến khi gió âu vừa thổi qua, bồng bột ngả theo lại bị biến đổi dữ dội đến tận gốc, rốt cuộc đến nỗi phế kinh điển, phế luân thường, bỏ lòng hiếu, vứt lòng thẹn mà vẫn khoe khoang chẳng biết hổ thẹn. Nếu như lý nhân quả chẳng bị bài xích đà phá, có ai chịu sướng lên những vở tuồng xấu ác ấy để trước lấy quả báo vĩnh viễn đọa trong ác đạo ư? Các vị tiên sinh bên nho giáo chỉ biết dùng kiểu đó để bảo vệ đạo nho, chẳng ngờ do đấy mà đạo nho bị diệt. Học thuyết gây lầm lạc cho người khác còn quá nước lũ mãnh thú chẳng đáng sợ hay sao? Gần đây phong hóa trong cõi đời ngày một đi xuống, những người hữu tâm ai nấy đều đề xướng học Phật. Tại Vụ Nguyên, kể từ khi được cư sĩ Giang Dịch Viên đề xướng đến nay, nhân sĩ cả một vùng đùa nhau phụ họa, đã có nhiều nơi lập phân xã. Ấy là vì mong được nhờ từ quang của Đức Phật để từ đó bỏ ác tu thiện, tiêu tai lành bệnh, giặc cướp nhiều phen chẳng kéo đến, tật dịch nhiều phen không xảy ra. Hễ mưa nắng trái thời thì niệm Phật cầu đảo bèn được ứng nghiệm. Người cả một vùng khâm phục lời lẽ của Dịch Viên giống như 70 người khâm phục Khổng Tử vậy. Nay tại huyện thành cũng lập phân xã, trước khi mở cửa, cư sĩ Tề Dụng Tu xin bất hoại được thuật những nét chánh yếu, dù ẩn hoặc hiển về Phật quang, cho nên tôi trình bày những chuyện trong hơn 8-900 năm qua để bậc thông sáng mai sau có cái để soi xét. Còn đối với những người ắt dốc sức thực hành thì hãy nên giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, vâng giữ tám đức, hiếu đễ trung tín, lễ nghĩa liêm sỉ, thực hiện tám sự cách vật trí tri, thành ý chánh tâm, tu thân tẩy gia trị quốc bình thiên hạ, lại còn phát bồ đề tâm, tín nguyện niệm Phật, tự hành dạy người cùng sanh về Tây Phương, cùng chứng vô lượng thọ, vô lượng quang, để tâm quang của mỗi người cùng với Phật quang, thường tịnh và tâm quang tự hạnh, đàn tứ thủy, chiếu rọi lẫn nhau, thì quốc gia may mắn lắm, mà pháp đạo cũng may mắn lắm. 7. Trình bày ý nghĩa ẩn kín của chữ nhân năm Dân Quốc 27-1938 giảng cho một đệ tử. Con người là một sinh vật trần trụi, thần bất quá mấy thước, tuổi thọ chẳng quá mấy chục năm, lại cùng với trời cao đất dày, dài lâu, không lường, xưng là tam tài. Nghĩa ấy như thế nào? Phải biết, tài là danh xưng của đức năng. Trời có đức năng che phủ trọn khắp, sanh thành trưởng dưỡng muôn vật. Đất có đức năng chuyên trở trọn khắp hàm dưỡng, bồi đắp muôn vật. Con người lấy việc phụ trợ quyền sanh thành dưỡng dục của trời đất, kế tục bậc thánh đời trước,
khơi lối cho người học đời sau làm đức năng. Nếu không có đức năng của con người bổ trợ, thì đức năng của trời đất vẫn còn thiếu sót. Do được đức năng giúp đỡ kế thừa khơi lối của con người bổ đắp, mà đức năng của trời đất được viên mãn đầy đủ, theo chiều dọc cùng khắp ba đời, theo chiều ngang trọn khắp mười phương. Còn người cùng với trời đất được xưng là tam tài. Vì lẽ đó, đức năng của con người nói tổng quát có bốn điều. Một, nhân, con người tức là nhân, tức lòng nhân từ trắc ẩn, tự lợi lợi tha, vì thế gọi là nhân. Hai, nhân là nhẫn, chịu thương chịu khó, đảm đương nhiệm vụ chống trời đỡ đất, vì thế gọi là nhân. Ba, nhân là nhiệm, tận lực đảm nhiệm tám đức, hiếu đễ trung tín lễ nghĩa liêm sỉ, sao cho không bị khiếm khuyết, vì thế gọi là nhân. Tám sự này thất phu thất phụ cũng đều làm được, đấy chính là đại sự giúp đỡ quyền sanh thành trưởng dưỡng của trời đất, kế tiếp bậc thánh đời trước, khơi lối cho người học đời sau chống đỡ trời đất vậy. Nếu coi thường hoặc quên mất một hai sự hoặc cả tám sự đều quên, sẽ trở thành kẻ giả dối mạo danh con người, chứ không phải là con người thật sự sánh cùng trời đất xưng là tam tài. Nếu suy ngẫm như thế thì mong thầy thánh thành hiền học làm Phật làm tổ, ắt sẽ dư dùng. Bốn, nhân là tận, tận hết đạo luân thường của Nho giáo để giữ vẹn luân thường, tận hết đạo tâm tánh của Phật giáo để chứng tâm, vì thế gọi là nhân. Ý nghĩa của chữ nhân lớn lao thay, nguyện hết thảy những người cùng hàng ai nấy gánh vác bốn nghĩa của chữ nhân thì nào phải chỉ mình nước ta may mắn mà thật ra muôn nước trong thiên hạ để hưởng may mắn sâu xa. Nếu nói ông nói như thế, ông có thực hiện được mỗi một điều ấy không thiếu sót hay chăng? Thưa rằng, con chim sắp chết tiếng kêu cũng bi thương, con người sắp chết cũng nói lời phải. Tôi sót cho tôi mỗi điều đều thiếu sót, chỉ mong sao hết thảy những người cùng hàng điều nào cũng chẳng thiếu sót, để mỗi một người cùng hàng lúc tuổi thọ đã hết sẽ khỏi phải xót xa sâu đậm giống như tôi vậy. Ông chẳng thấy trong kinh vị tặng hữu nhân duyên, con dã can thuyết pháp trời đế thích vái lại mà nghe đó ư? Nếu người trong khắp cõi đất đều là trời đế thích thì cũng chẳng đến nỗi con dã can phải mở miệng. Sao ông lại cố chấp tướng nhân ngã để rồi trách móc tôi vậy? Tôi biết lỗi rồi, từ giày chẳng dám nói nữa.